Xin giới thiệu với quý khách hàng là đây là hai chiếc khuôn xưởng khuôn mẫu Minh Thiên đã gia công và làm cho một bác khách ở Quảng Trị. Đây là khuôn của anh Linh ở Quảng Trị nhá. Hai chiếc khuôn sắt. Hai chiếc khuôn này bằng sắt đóng vữa ẩm. Khuôn này thì từ ngày xưa rồi. Mẫu này từ ngày xưa nhưng mà để giải quyết được tiến độ thì chúng ta làm khuôn sắt và đóng vữa ẩm nhá, thì chúng ta dỡ ra liên tục được. Một chiếc khuôn một ngày chúng ta có thể làm được hàng trăm con một ngày. Đây là hai chiếc khuôn của hai mẫu khác nhau. Anh Linh ở Quảng Trị để ý điện thoại nhá, bên Minh Thiên sẽ ship hàng về tận nhà cho bác Linh ở Quảng Trị. Quý hàng hãy lưu ý là khuôn bằng sắt đóng vữa ẩm này thì giải quyết được tiến độ nhá. Chúng ta có thể một cái khuôn đóng 100 con một ngày, đóng vào vữa ẩm nhá. Chúng ta có thể trộn 1 xi 2 cát. Chúng ta tỷ lệ trộn thì chúng ta trộn bằng cát vàng xây. Cát xây thôi các bác nhé, không cần phải cát bê tông ạ. Cát bê tông mà nó to quá thì mình đóng ra sản phẩm nó cũng không đẹp. Chúng ta chỉ cần đóng vữa ẩm mà đóng cát xây thôi. Khuôn này thì về tổng thể của hai khuôn này là chiều cao là 59 cm. Nhưng mà kích thước bề ngang là khác nhau. Khuôn này nhỏ hơn, khuôn này to hơn. Nhưng mà quy trình làm thì cũng khá là phức tạp, mất rất nhiều thời gian. Và giá thành thì nó cũng chênh nhau không đáng gì đâu ạ. Chênh nhau 100-200 nghìn thôi. Nhưng mà nó phụ thuộc vào thời gian làm. Thời gian làm thì gần như là như nhau. Quý khách hàng hãy nghiên cứu nhé. Nếu chúng ta đóng bằng vữa ướt thì chúng ta hãy mua khuôn này. Đóng vữa ướt thì hãy mua chiếc khuôn lục bình này, hoặc là chạy ly tâm. Vữa ẩm không mà chúng ta không chạy ly tâm thì chất lượng nó cũng vẫn khác. Nhưng mà nếu mà nói đến chất lượng sản phẩm thì cái khuôn này thì chất lượng nó sẽ không thể bằng cái khuôn đóng ướt này được. Khuôn đóng ướt thì một chiếc khuôn này một ngày chúng ta chỉ đổ được có 1 con một ngày thôi. Hoặc là bây giờ còn có thể là đóng vữa ẩm. Đây, khuôn đóng vữa ẩm đây. Khuôn đóng vữa ẩm nhá. Khuôn này là đổ trực tiếp, lan can đổ trực tiếp. Có máng, máng xà liền luôn các bác nhá. Đó, chúng ta đổ trực tiếp thì khá là thuận tiện luôn. Ngoài ra thì các loại khuôn mẫu khác thì bên Minh Thiên đều có sẵn. Đều có sẵn để phục vụ cho khách hàng nhá. Hãy truy cập ở trên trang web của Minh Thiên là khuonhanggia.com hoặc là tham khảo trên cái đường link ở dưới YouTube này nhá. Khuonhanggia.com. Bên Minh Thiên nhá. Các bác làm nghề lâu năm thì chắc cũng biết đến Minh Thiên rồi. Minh Thiên thì làm nghề rất nhiều năm rồi. Có rất nhiều mẫu khuôn mẫu xây dựng. Hãy truy cập để tham khảo mẫu mã của Minh Thiên nhá. Số điện thoại của Minh Thiên là 0981 441 808. Số thứ hai là 0333 300 1190. Số tiếp theo là 0855 000 88. Hãy kết nối với Minh Thiên nhé để được tham khảo các loại mẫu mã và khuôn mẫu của Minh Thiên. Khuôn gì bên Minh Thiên cũng đều có sẵn các bác nhé. Đây là lan can cầu thang, con tiện tay vịn cầu thang bằng bê tông giả gỗ, chúng ta đều làm bằng bê tông hết. Đây, con tiện chữ S mà con tiện vuông từ ngày xưa đây. Đây là con tiện mẫu mới. Thay cho việc chúng ta phải làm gỗ. Sản phẩm đẹp như gỗ luôn. Minh Thiên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé.